Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề kinh tế thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Mở đầu chuyên đề kinh tế thủy sản kỳ này là thông tin về chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Sau khi nhận được thông báo số 403 ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung có liên quan tại văn bản nêu trên, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc thực hiện chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại đơn vị, và nếu tiếp tục để xảy ra các sai phạm không hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương rà soát toàn bộ các vụ việc vi phạm khai thác IUU từ sau đợt thanh tra của EC lần thứ tư đến nay, tập trung xử lý các vụ việc ngắt gửi, vận chuyển thiết bị VMS vượt ranh giới trên biển, môi giới, móc nối vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tiếp tục điều tra xác minh, kiên quyết xử phạt dứt điểm 100% các trường hợp vi phạm, hoàn thành báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 24 tháng 9 năm 2024. Quý vị và bà con thân mến, Cà Mau có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản. Trong đó, nghề nuôi sò huyết đã và đang mang lại nhiều giá trị kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, thời tiết không ổn định, đặc biệt là tình trạng mưa nhiều, là những thách thức lớn cho người dân đang phát triển nghề nuôi sò huyết thời điểm này. Sò huyết là loài thủy sản giàu giá trị dinh dưỡng, không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm bổ dưỡng mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân Cà Mau. Với vùng nước mặn lợ tự nhiên rộng lớn, nghề nuôi sò huyết đã phát triển mạnh mẽ ở các huyện ven biển ở Cà Mau. Mỗi năm, hàng trăm tấn sò huyết được xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy vậy, tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho nghề nuôi sò huyết. pH sẽ biến động nhiều, dẫn đến sò giảm ăn. Khi mà cái sự mà biến động cao thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của sò, thậm chí dẫn đến sò sẽ hao hụt với cái lượng nhiều. Thứ hai là yếu tố về độ kiềm. Khi mà độ kiềm á, cái môi trường nước mưa quá nhiều thì độ kiềm nó sẽ biến động rất cao. Nó cũng ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cộng thêm sức tăng trưởng của con sò. Nó sẽ độ kiềm cái độ cứng vỏ của con sò. Mà khi độ kiềm nó tuột quá thì bà con phải nâng độ kiềm lên. Không là nó sẽ giảm lớn, chậm lớn. Thứ ba là về nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó sẽ biến động. Biến động nhiều dẫn đến sò nó cũng giảm ăn và cái tăng trưởng nó sẽ chậm. Để đối phó với ảnh hưởng của mưa, nhiều người nuôi sò huyết đang triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Một trong những biện pháp quan trọng là lắp đặt hệ thống thoát nước, bơm hút nước ngọt ra khỏi ao nuôi khi có mưa lớn. Không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh lượng nước, các chuyên gia cũng khuyến cáo bà con cần tăng cường các biện pháp quản lý môi trường ao nuôi như kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, bổ sung các khoáng chất cần thiết để giúp sò huyết có sức đề kháng tốt hơn. Khi mà bà con đo pH, nếu mà độ pH nó thấp quá thì bà con nên bón vôi với liều lượng là 10 đến 15 kg trên 1000 mét vuông là một công nhé. Thứ hai là cái độ kiềm thì bà con cũng bón vôi để nâng cái độ kiềm lên. Thứ ba về cái nhiệt độ thì bà con phải xả lớp nước mặt. Khi mà mưa nhiều thì sau khi mưa bà con xả lớp nước mặt để nhằm hạn chế nước mưa ảnh hưởng đến yếu tố môi trường. Sau đó khi mà cái môi trường nước ngoài tự nhiên, ngoài sông nó tốt, bà con lấy nước lại để cho nó đỡ cái độ trong đó. Bên cạnh đó, nếu bà con lấy vô vẫn còn trong thì bà con nên là bón phân để gây màu, tạo cái giảm cái độ trong lại. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với sự quyết tâm và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, người dân Cà Mau vẫn giữ vững nghề nuôi sò huyết và hứa hẹn một mùa vụ thành công.
Hy vọng rằng với những giải pháp thiết thực, nghề nuôi sò huyết sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập bền vững. Thưa quý vị và bà con, Cà Mau được biết đến là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng và chất lượng tôm. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh với quy mô lớn đã mang lại lợi nhuận cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, nhất là tình trạng mưa nhiều trong những ngày qua, đã gây ra những thách thức không nhỏ cho nghề nuôi tôm siêu thâm canh. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương trước ngày 27 tháng 9 năm 2024. Với đặc điểm là vùng đất ngập nước và nguồn nước mặn dồi dào, Cà Mau từ lâu đã phát triển mạnh nghề nuôi tôm, trong đó mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang trở thành xu hướng chính nhờ khả năng tối ưu hóa sản lượng và chất lượng tôm. Hệ thống ao nuôi được đầu tư hiện đại với mật độ nuôi cao và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, giúp nhiều hộ dân thu lợi lớn. Tuy nhiên, khi mùa mưa đến đã gây ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường nước, làm tăng nguy cơ dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm. Ảnh hưởng của bão số 3 nên cái lượng mưa trên địa bàn tỉnh Cà Mau rất là lớn. Thì với cái vấn đề như vậy thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái nuôi tôm, nuôi trồng thủy sản nói chung, đặc biệt là cái loại hình nuôi tôm siêu thâm canh. Thì sau những cơn mưa như đó thì cái lượng nước trong ao nuôi nó lên rất là cao. Có nhiều cơn mưa lên khoảng trên một tấc đến tấc rưỡi. Thì như thế thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái môi trường nước, cái vùng nuôi, cái ao nuôi của mình. Thì khi mưa lớn như thế đó thì nó sẽ biến động lớn về cái độ mặn, nhiệt độ, pH, oxy vân vân. Thì nó làm cho tôm nuôi mình nó bị sốc, giảm ăn và có thể bỏ ăn. Thì do đó là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình phát triển của tôm. Mưa nhiều kéo theo hàng loạt vấn đề về môi trường nước ao nuôi tôm. Đầu tiên, lượng nước mưa làm giảm độ mặn đột ngột, gây ra hiện tượng sốc nước cho tôm, làm suy giảm sức khỏe và tăng nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước trong ao cũng thay đổi bất thường, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và tiêu hóa của tôm. Nuôi trái vụ thì rất là khó nuôi nhưng mà được giá. Thì bà con nếu nuôi trái vụ thì bà con nên thả mật độ vừa phải, đừng thả quá cao, rồi dẫn đến là dao động môi trường, thời tiết, khí hậu khó khăn là hiệu quả không cao. Nên khuyến cáo bà con nếu nuôi mùa trái vụ thì nên nuôi mật độ vừa phải, không nuôi quá lớn, rồi dẫn đến là không đáp ứng được cái nhu cầu thời tiết, khí hậu nên dẫn đến là thất bại. Để đối phó với những thách thức từ mùa mưa, việc quản lý môi trường nuôi tôm đòi hỏi sự chủ động và kỹ thuật cao từ người nuôi. Đầu tiên, hệ thống ao nuôi cần được trang bị các thiết bị kiểm soát và điều chỉnh môi trường nước như máy bơm, hệ thống thoát nước để duy trì độ mặn và mực nước trong ao ổn định. Khi thời tiết đang bình thường, mưa xuống thì cái môi trường là nó bị sốc, nó không ổn định. Thì đánh vôi một là để giải phóng cái nước mưa. Hàm lượng nước mưa thì hàm lượng axit rất là cao. Nên nó là chỉ có dùng vôi mình đánh xuống rồi mở quạt lên. Trong thời gian đang mưa là cắt không cho ăn. Rồi cái môi trường nó đang dao động, đánh vôi xuống để giữ cái độ ấm lại cho môi trường, không cho môi trường dao động, không để cho con tôm nó bị chết. Bên cạnh việc lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người nuôi cần chú trọng vào việc điều chỉnh mật độ nuôi và sử dụng các loại chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước trong ao. Việc sử dụng vôi và khoáng chất trong ao nuôi cũng giúp cân bằng độ pH và hạn chế tình trạng nhiễm bệnh. Tảo độc phát triển, còn một số cái vi khuẩn vân vân thì nó phát triển rất là nhanh. Thì do đó nó làm cho cái hệ tảo vi khuẩn nó mật độ rất là cao trong môi trường nước. Thì dẫn đến tôm mình nó bị bệnh, đặc biệt là cái bệnh phân trắng trong cái thời gian vừa qua. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái vấn đề phát triển của tôm. Thì để hạn chế vấn đề này thì bà con mình trong quản lý thức ăn thật là chặt chẽ. Sau những cơn mưa thì bà con mình có thể là giảm thức ăn 30-40% kết hợp với thường xuyên đo các yếu tố môi trường, đặc biệt là cái pH kiềm để bổ sung kịp thời. Thì bên cạnh đó mình bổ sung một số cái chất dinh dưỡng, vitamin để tăng cường sức đề kháng của tôm nuôi. Thì qua đó nó hạn chế cái ảnh hưởng của mưa trong cái giai đoạn hiện nay. Dù mùa mưa mang lại nhiều thách thức cho nghề nuôi tôm siêu thâm canh, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và áp dụng các giải pháp quản lý môi trường hiệu quả, người nuôi tôm vẫn có thể giữ vững và phát triển sản xuất ổn định. Ngoài nuôi tôm siêu thâm canh, mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến nuôi tôm quảng canh cải tiến.
đó là tình trạng tôm nổi đầu. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này qua phóng sự sau đây để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp bà con nông dân ổn định sản xuất. Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến là một trong những phương thức canh tác bền vững và hiệu quả với sự kết hợp giữa yếu tố tự nhiên và kỹ thuật cải tiến. Ở các huyện Thới Bình và U Minh, mô hình này được áp dụng rộng rãi, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi mùa mưa kéo dài, hiện tượng tôm nổi đầu thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng đến quá trình nuôi và sức khỏe của tôm. Những cái thời điểm mà trời mưa thì chúng ta thường thấy những cái biểu hiện là tôm nó nổi đầu vào buổi sáng, do là nguyên nhân là do thiếu oxy và một phần nữa là do cái hàm lượng mưa, cái hàm lượng axit nó nhiều. Và đồng thời kéo theo đó là những cái hiện tượng mà tảo nó chết dẫn đến là nó thiếu oxy và tôm nó nổi đầu vào buổi sáng. Thì đối với trong cái hệ thống nuôi tôm quảng canh cải tiến chúng ta thì về trong cái khâu ban đầu chúng ta cải tạo thì chúng ta phải cải tạo đúng theo quy trình kỹ thuật, đó là chúng ta phải có những cái khâu chắc nước ra, chúng ta phơi đầm, rồi sau đó chúng ta tiến hành chúng ta bón vôi và chúng ta cấp nước lại, giữ cái mức nước ở trên mặt đầm lớn hơn 0,5 m. Và trong cái quá trình mà chúng ta xử lý nước thì chúng ta phải bổ sung thêm cái chế phẩm sinh học và cái phân sinh học để duy trì được cái màu nước và cái chất lượng nước tốt. Hiện tượng tôm nổi đầu xảy ra khi mưa nhiều là môi trường nước trong ao thay đổi đột ngột. Cụ thể, mưa lớn làm giảm nhanh độ mặn, hàm lượng oxy trong nước giảm mạnh, tôm thiếu oxy và buộc phải nổi lên mặt nước để thở. Hiện tượng này nếu không được khắc phục kịp thời có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm tôm bị stress, suy yếu hệ miễn dịch, dễ mắc bệnh và thậm chí chết hàng loạt. Để khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, người nuôi cần nhanh chóng kiểm tra và điều chỉnh môi trường nước trong ao. Đầu tiên, việc bổ sung oxy vào ao bằng máy sục khí hoặc tạo dòng nước lưu thông là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để cung cấp đủ oxy cho tôm. Bên cạnh đó, người nuôi nên chú ý sử dụng các chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước, giảm bớt các chất ô nhiễm và tăng cường sức đề kháng cho tôm. Trong quá trình nuôi thì chúng ta cần phải duy trì cái hàm lượng vi sinh và cái mật số vi sinh đảm bảo đủ, đó là chúng ta phải định kỳ sử dụng cái chế phẩm sinh học là khoảng từ 7 đến 10 ngày một lần trong các cái vuông nuôi. Thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái liều lượng có khoảng từ 10 đến 15 lít trên 1 hecta đối với cái chế phẩm vi sinh chúng ta ủ. Thì như thế này, trong cái quá trình mà chúng ta đánh như thế, nó sẽ làm ổn định các yếu tố môi trường và nó sẽ phân hủy đi một số các độc tố, rồi nó phân hủy đi các vật chất lơ lửng trong cái môi trường nước và đồng thời nó làm sạch cái nền đáy. Với sự chuẩn bị chu đáo và các biện pháp xử lý kịp thời, bà con vẫn có thể đảm bảo được sản lượng và chất lượng tôm trong mô hình quảng canh cải tiến, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyên đề kinh tế thủy sản kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chuyên đề này kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.